So với mùa đông thì mùa hè, các ca tai biến nhập viện ít hơn. Tuy nhiên, trong kiểu thời tiết nắng nóng như hiện nay thì người dân cũng không được chủ quan với căn bệnh này. Khi vào tối ngày hôm qua, chỉ mới bắt đầu ta trực được khoảng 1 tiếng thì số bệnh nhân tai biến tới cấp cứu tại bệnh viện E đã là 3-4 trường hợp. Ghi nhận của phóng viên tiểu mục bệnh viện tối qua. Chóng mặt quay cuồng lên này hay là như thế nào, hay đột nhiên là tối sầm xuống đấy, người nó mệt rồi, chân tay là chúng giơ lên xem này, tay giơ cao xem này, à, rồi tay kia giơ lên xem này, rồi co chân này lên, rồi co chân tiếp theo lên xem này, co này này. Chủ yếu là chóng mặt thôi nhỉ, xong nôn. Chú có lúc chóng mặt chú có ý thức được mình chóng mặt không? Quân đội con làm cho hay là có mất ý thức gì không? 7,9 này, làm đây. Đo đóng vu. Đo không đo được, nói được. Nói đo được. Một không khí làm việc rất khẩn trương, và vừa rồi các bác sĩ vừa cấp cứu cho một trường hợp bệnh nhân 60 tuổi tại Từ Liêm nhập viện. Để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn về tình trạng của bệnh nhân này, ngay bây giờ chúng tôi sẽ có một cuộc trao đổi ngắn với người nhà của bệnh nhân. Vâng, xin chào cô. Cô có thể chia sẻ một chút là tình trạng của chú nhà mình như thế nào để gia đình đưa nhập viện trong buổi tối ngày hôm nay? À, chú nhà cô đang ngồi đấy thì đứng thấy đi dậy đi cắt móng tay thì thấy chóng mặt thì xong ra ghế sofa nằm thì mồ hôi toát hết vã ra và người nó lạnh toát. Thế thì sau đó cô gọi xe để cho chú ra cấp cứu ở ngoài này. Trước đó thì chú có từng mắc bệnh và đã từng nhập viện bao giờ chưa cô? Trước đó năm 2013 thì chú bị tai biến mạch máu não, tức là nhồi máu não, thì đã nằm điều trị bệnh viện Bạch Mai. Sau đó chú về nhà thì uống thuốc và điều trị hàng tháng theo chỉ định của bác sĩ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì tại khoa cấp cứu bệnh viện E thì bệnh nhân cũng tương đối đông. Đấy, thì đa số những bệnh nhân về đau bụng mấy tai nạn giao thông. Đến những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Rồi chúng tôi có tiếp nhận một cái ca bệnh nhân nam 60 tuổi, tiền sử tai biến tăng huyết áp. Nhưng bệnh nhân đang ngồi tự nhiên thì chóng mặt, tụt huyết áp. Cũng chưa đến mức mất ý thức, nhưng vào thì có cái tình trạng là ý thức cũng tương đối chậm. Huyết áp tụt 70/40. Da niêm mạc rất nhợt. Đấy, biểu hiện liệt thì chưa có, nhưng hiện tại chúng tôi đang tiếp tục tìm cái nguyên nhân, xem là bệnh nhân có tai biến hay không, tìm cái nguyên nhân của cái tụt huyết áp nó là cái gì. Thông thường đối với tai biến mạch não thì càng những lần tai biến về sau lại càng nặng nề hơn. Tua trực hiện tại thì chúng tôi tiếp nhận tầm 3-4 bệnh nhân thôi. Với tới sáng thì cũng có rất nhiều bệnh nhân. Đấy. Nhưng bệnh nhân cũng khuyến cáo đối với bệnh nhân tai biến là đối với bệnh nhân tai biến thì cố gắng, nếu gia đình nghi ngờ có dấu hiệu tai biến, đưa bệnh viện càng sớm càng tốt. Bởi vì bây giờ có những phương pháp mà có thể giải quyết được sớm trong những giờ đầu, từ 4 tiếng rưỡi trở lại.